quên người, phải cố quên người. Dù con tim ngu si vẫn muốn đời nhớ anh, chẳng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần, chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Hello, em xin chào toàn thể anh em. Lại tiếp tục lên một cái clip mới giới thiệu với anh em về cái con máy hát, một cái con tủ đài đèn mini, phải gọi là tủ đài đèn mini ha. Đến từ những cái thập niên 1950, 1960. Con này là Nationan. Nationan, anh em có thấy logo đây, có đèn bộ vơ nguồn như đây. Nationan là SF880 ha. Hàng nội địa Nhật, về đường Nhật và nguồn điện AC là 100V anh em ha. Nó hoạt động bao gồm là phần đầu độc mâm than cũng như radio AM FM, và cái ngõ tín hiệu ngoài vào thì anh em có thể thấy đang phát tín hiệu từ ngoài vào ha. Cắm kết nối qua cổng ở đằng sau. Thì con máy này phải nói là tuổi đời thì khá sâu, nhưng mà độ đẹp thì cực kỳ đẹp, phải đẹp trên 90-95% về độ đẹp luôn nha anh em. Rất đáng để anh em sưu tầm, tại vì có cái con này thời điểm một năm, nó từ 1950 tới 1960, dòng này là dòng chạy đèn hai lo toàn giải stereo hai bên và chạy công suất bằng bóng đèn ha. Thì cái chất âm bóng đèn thì lúc nào nó cũng có phần gì đó gọi là huyền thoại, nó gọi là mộc mạc hay ha. Em sẽ đo cái kích thước cho anh em tham khảo đi xíu ha. Chiều ngang con này là 70.5cm ha, 70.5cm. Chiều cao khi mình không mở nắp ha, tính từ không mở nắp ha, là 20, đây là 28.5cm, và mở nắp đụng tới đầu nắp này thì nó rơi là 47cm, và chiều sâu của em nó là 22cm. Hoạt động hoàn hảo tất cả các tính năng anh em ha. Sẽ quay cái ngoại hình cho anh em tham khảo một tí xíu đây. Đây, trên mặt máy thì sẽ có power nguồn, chỉnh tone chép và volume, slit door chuyển cổng ha, AM FM phono. Đĩa line in thì nó sẽ xài chung với đĩa than. Khi dừng đĩa than thì mình xài line in, còn không thì mình xài đĩa than thì mình ngưng line in. File đài, đây có một cái logo gì của FM, ký hiệu của FM của Nhật ha. Đó. Phần mặt máy được thiết kế những cái song này để loa, hai loa hai bên bên đây. Đó, cổ điển ha, đẹp. Đây là phần nắp máy. Phần công suất đèn thì nằm bên trong. Anh em có nhu cầu giao lưu thì cứ liên hệ Zalo hoặc là số điện thoại của em, sẽ có thông tin hình ảnh chi tiết rõ nét gửi cho anh em ha. SF880 ha. Chạy 2 tốc độ 33 và 45. Ok, tín hiệu từ ngoài vào ha. Phát bằng điện thoại ha. Rồi ok, xong ngưng cái tín hiệu ngoài vào và để tách đĩa cho anh em tham khảo ha. Em sẽ ngưng tín hiệu ngoài vào và sẽ cắm đĩa. Tắt điện thoại luôn đi. Bỏ điện thoại đây. Ok, tắt điện thoại. Trước tiên thì sẽ tách cái đĩa 45 dòng thì nó sẽ chạy hai tốc độ 33 và 45. Đây có cái đĩa 45 tiếng Nhật, sẽ test cho anh em luôn ha. Để cho anh em biết là máy nó hoạt động hoàn hảo hết tất cả các tính năng. Thì con này là cần bán tự động, đưa đĩa vào hết đĩa cần tự động ra. Đó. Cái này em chỉ test cái tốc độ 45 dòng trên đĩa 45 dòng tiếng Nhật thôi anh em ha. Còn cái chủ đề nhạc thì nhiều khi nó không có hay mấy thì thông cảm giúp em. Em sẽ để cái nhạc tiếng Việt vô và test cho anh em cái chất âm nó sẽ ok hơn ha. Tiếng Nhật khác thì mình cũng không nghe được. Ok, sẽ test ra. Tự động ra. Đó, mình không có nút bật cho cần tự động ra luôn ha. Và ngưng quay đĩa ha.
Ok, đây sẽ vào cái đĩa 33 này, đổi về chế độ 33 này. Vào đĩa 33 và phát đĩa 33. Cuối cùng rồi mình vẫn thế, có sao đâu. Đó, để chị Khánh nè anh em ha. Cho phai mà để của bác chị Khánh được. Giọt lệ này dành để mãi đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đâu, hơi đâu mà xót thương thân anh. Rồi, phần đài đây nè. Chương 27 thị trường cho biết AM ha. Thực hiện vậy. Đài AM. Khách sạn tạm dừng. Beginner mới bắt đầu. Property hình thành. À, FM thì nó là nội địa Nhật, nó 90 nó không tới đài nha anh em. Những chỗ thoáng. Ê, con này đài bắt mạnh 90 nè, bắt được đài luôn anh em nha. Ồ, vì là về chỗ nào thoáng anh em sẽ bắt rất là ok á. Con đèn mà 90 mà bắt được đài luôn hay gì ta. Chỗ này là rất là khó bắt đài nha anh em. Ok, về về AM lại ha. Nói chung là ngon lành, FM bắt ok luôn. Ok là mạnh đó, chứ bình thường ở chỗ em là không có bắt được đài FM đâu. Có nghĩa là sóng rất là mạnh nên nó bắt được ok lắm á. Rồi hai em dễ về phần đài cách để thang lại nữa. Nâng cần lên vào bài khác. Cuộc đời bênh bông anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm ba nơi xưa, vui một hồ lên đây. Ta sẽ thăm từng thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tìm người sau cơn mê lăn quanh, dù bao ánh đau thương dần vui. Trường xưa vắng ba nay ta lại về, cùng theo lũ em học hành như cái clip này giới thiệu về con tủ đài đèn mini này ha. Tuổi đời cũng khá sâu nhưng mà còn rất là đẹp, phải trên 90-95% ha. Hoạt động hoàn hảo tất cả các tính năng, rất đáng để anh em sưu tầm. Thì tới đây em cũng xin kết thúc clip anh em ơi. Rất là trân trọng cảm ơn anh em đã theo dõi những cái video cũng như là thường xuyên ủng hộ những cái sản phẩm của shop. Xin được hẹn gặp lại anh em với những cái clip tiếp theo. Em sẽ cố gắng sưu tầm giới thiệu đến anh em những cái sản phẩm mới hay độc và lạ để phục vụ cho anh em ha. Trân trọng cảm ơn và kính chào anh em.